Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. Đầu video thì em xin chúc mọi người là luôn luôn sức khỏe và thành công. Hôm nay thì rất là có nhiều dòng đời cao như là XS, IN Max, Pro Max để mọi người ngâm cứu, mọi người yêu thích cây máy nào hay là mình cần mua dòng máy nào, cần tư vấn dòng máy nào thì liên hệ qua Zalo và số điện thoại tư vấn của em là 0338305595. Bên em là bên kênh điện thoại An Thảo và nhà em chỉ chuyên bán về dòng iPhone cũ, hàng giá rẻ và hàng chính hãng của Apple sản xuất nha. Zalo và số điện thoại tư vấn này, Facebook này. Và mua hàng, mọi người mua hàng cọc giúp em 100.000 cho đến 500.000 tùy theo giá trị của sản phẩm nhé. Đây, qua hai ngân hàng Techcombank và Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào, hoặc là mình có thể chuyển qua Momo số điện thoại của em. Đấy, hoặc là nạp thẻ Viettel đều ok hết nhá. Nhà em nhận ship code toàn quốc và mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mình được kiểm tra hàng 5-10 phút rồi mới thanh toán tiền cho shipper. Và bên em chế độ bảo hành là bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy theo sản phẩm nhé. Từ 8 Plus đổ xuống là bảo hành 1 tháng, lỗi 1 đổi 1. Và iPhone XS đổ lên là bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé. Đấy, mọi người, anh chị nào ở Hà Nội thì nhà em có ship luôn trong ngày nhé. Đấy, ship luôn trong ngày cho mọi người nhận hàng luôn trong ngày luôn. Hoặc là có thể đến trực tiếp shop để xem và mua hàng. Địa chỉ shop ở 15/116 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rồi ok, hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người. Hôm nay nhà em có giới thiệu đời cao trước nhá. Đây, iPhone 11 Pro Max quốc tế 64GB. Đây, nhà em có 3 cây nhá. 64GB nha mọi người. 3 cây này đặc điểm chung của nó là pin đều 87%, màu đen, màu xanh và màu vàng gold nhé. Đấy, em sẽ quay từng cây một nha. Đây là cây màu vàng gold nha mọi người. Đây, kính cam đẹp nha, không cháy xước. Nhà em dán cam như thế này rồi, có đè lên thì nó cũng không xước được nha. Đây, hình thức ở cái lô 64GB này là hình thức đẹp 99%. Đấy, chưa qua sửa chữa hay là mở bung mở máy nha. Máy zin nguyên bản, nguyên áp suất. Đấy, mật khẩu mở máy thì cứ tất cả đều số 0. Đấy, mọi người mà mua hàng quen nhà em rồi ấy, thì mọi người sẽ biết. Đây, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max quốc tế 64GB bản Mỹ LLCNA, cây này US 15.2 nha. Đấy, sử dụng được 2 SIM là 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Cây Gold này hình thức đẹp 99. Đây, em bán giá là 13.100.000 nha. 13.100.000 thôi. Đấy, 11 Pro Max Gold. Rồi, tiếp đến cây màu xanh này. Đây là xanh nhé. Đấy, xanh này là xanh rêu này. Pin zin theo máy đều là 87%. Đấy, mình thích màu nào thì mình lấy. Cây này US 14.8 nhé. Bản Mỹ LLCNA. Cũng đẹp 99 luôn, không cháy xước. Chưa qua sửa chữa gì nhé. Máy zin 100%. Đấy, máy đẹp, zin đẹp luôn. Đây, chuyển sang cây màu đen nhé. Đây, cây màu đen này pin cũng 87% nhé. Cam cũng đẹp luôn, không có chảy xước gì cả. Hình thức đẹp 99 và cũng chưa bung mở máy gì cả nhé. Face ID thì nhạy luôn. Cây này thì US 15.4 nhé, bản 64GB. Không chảy xước gì luôn. Đồng giá nhá, ba cây này đồng giá là 13.100.000. 13.100.000. Và đối với dòng Pro Max này, nhà em có tặng kèm sạc nhanh 20W cho mọi người luôn nhá. Đấy, dòng to này phải dùng sạc nhanh nó mới nhanh được, chứ dùng sạc thường nó lâu lắm. Rồi, chuyển sang dòng 256GB. 256GB thì em còn một vàng và một cây màu xanh. Đây, cây màu xanh này thì pin zin theo máy 87%. Đây, cây này thì có chảy ở phía trên góc đầu này nhé. Cây này không phải là chảy mà gọi là bong sơn thì đúng hơn. Đây, cây này thì chảy duy nhất một vết ở đấy thôi. Chảy duy nhất một vết ở đây. Pin zin theo máy 87%. Bản quốc tế Mỹ 256GB. Đấy, cây này là giá 13.800.000 nhé. Bản 256GB.
Đây, cây màu gold thì pin zin theo máy 84%. Cây màu gold thì bị xước duy nhất một vết ở đây. Đấy. Xước ở một vết ở đây. Và một vết nhẹ tí tí ở đây. Đây, hai bên xước một xíu. Pin zin theo máy 84%. Bản Mỹ 256GB nha. Đây ạ, bản Mỹ 256GB. Nếu mà mọi người không thích màu vàng, màn vàng thì mình có thể tắt cái chu tông này đi nha. Đấy, không thích màn vàng thì tắt chu tông đi. Đây, tắt chu tông đi là màn nó sẽ không vàng mà chuyển sang màn gọi là màn xanh xanh một tí ấy. Đấy, mọi người không thích chu tông thì mình tắt cái màn vàng đấy đi nhá. Đây, hai cây 256GB. Hình thức này rơi vào 98% nhá. Thì em bán giá 13 triệu 8 một cây. Rồi, nếu mà anh chị nào không quan trọng về hình thức ấy thì nhà em có hai cây màu đen vỏ xấu nhá. Hai cây màu đen vỏ xấu 11 Pro Max quốc tế 256GB nhá. Hai cây này đều 256GB. Kính cam đẹp không xước. Một cây pin 88, một cây pin 89. Đây, hai cây này thì vỏ nó có trầy có xước ấy. Gọi là vỏ xấu nha. Đấy, gọi là vỏ xấu. Vỏ xấu nên là bán cực kỳ rẻ luôn. Kính đẹp vỏ xấu, hai cây này bán đồng giá 12 triệu 800 một cây nhá. Còn rẻ hơn cả 64GB luôn. Đây. 11 Pro Max quốc tế 256GB, màu đen. Kính đẹp vỏ xấu, full chức năng, zin nguyên bản. Giá 12 triệu 800. Quá là rẻ luôn nha. Hai cây vỏ xấu. Giá 12 triệu 800 nha. Vẫn cũng cứ tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, cường lực, ốp lưng, quay chọc sim. Mà đặc biệt là sạc nhanh luôn nhá. Có sạc nhanh cho mọi người luôn nhá. Rồi, hai cây Pro Max này quá là rẻ luôn. Tiếp đến là XS Max. XS Max quốc tế 64GB. Đây. Quay hai cây đen này trước. Một cây pin 90, một cây pin 91. Hai cây này hình thức hai cây này rơi vào khoảng 98% nhá. Đây, cây này thì nó chảy ở cái lỗ loa này. Đấy, một cây chảy, một cây không chảy. Đấy, cây này hai cây này hình thức rơi vào 98% nhá. Bản Mỹ LL trên A. Đây, bản Mỹ LL trên A nhé. 64GB, bộ nhớ 64GB. XS Max thì lô này không có 256 nhé. Đây, em còn hai cây màu đen, bộ nhớ 64GB. Pin zin theo máy 90 và 91%. Bán đồng giá là 8 triệu mốt một cây nhé. 8 triệu mốt một cây, XS Max quốc tế 64GB nhé. Rồi, chuyển sang cây màu gold. Màu gold pin zin 91%. Đấy. Cái này thì có chày ở góc nha, có chày nhẹ ở góc. Hình thức cũng rơi vào 98% nha. Đấy, hình thức rơi vào 98%, cũng chày ở trên góc này một xíu này. Đây, cái này US 15.1 bản Mỹ 64GB. Ok nhá, cái này màu gold nên là bán đắt hơn. Giá là 8 triệu 3 nha. Đấy, mọi người rất là thích mua màu gold nên là màu gold phải đắt hơn một xíu. Giá 8 triệu 3 một cây và tặng kèm sạc nhanh cho mọi người nhé. Dòng XS Max này nhà em vẫn tặng sạc nhanh cho mọi người nhé. Rồi, chuyển sang dòng XS quốc tế 64GB nhé. Pin zin theo máy này 90-91%. Đây, hình thức phẩy nha mọi người. Cây này, ví dụ cây này bị mưa lưng này. Đấy, bị mưa lưng, lưng nó lấm chấm này. Còn cái cây trắng này thì kính xước này. Nói chung là mình dán cường lực là ok nhé. Đấy, nó máy cũ rồi nên là kính nó cũng phải xước nhẹ nhẹ thôi. Bản Mỹ 64GB LL trên A, iPhone XS nha. Đấy, hình thức phẩy nên là nhà em bán giảm giá còn 6 triệu 3 một cây nhá. Quá là rẻ luôn. Rẻ như thế này mua iPhone X làm gì ạ? Đấy, iPhone XS quốc tế 64GB nha. Xenon nguyên bản. Pin 8X, 9X, full chức năng. Có hai màu là màu đen và màu trắng. Giá là 6 triệu 3 một cây nhé. 6 triệu 3 một cây nha mọi người. XS thì nhà em chỉ tặng sạc thường thôi, không tặng sạc nhanh nhé. Và cũng có sạc cáp cường lực ốp lưng cho mọi người nha.
Tiếp đến là đây em có một cây SE 2020 64GB, cây này khách lên đời nha, khách lên đời Pro Max luôn. Hình thức cây này thì đẹp 99%, màu đỏ mận. Đấy. Đẹp 99%. Cây này là pin zin theo máy 88% nhá. Đây, bản Nhật 64GB. Và còn bảo hành Apple. Bảo hành Apple đến 23 tháng 5 năm 2021 nhá. Đấy, còn bảo hành Apple đến tận tháng sau cơ. Cây này hình thức đẹp 99. Zino nguyên bản, nguyên áp suất, chưa bung hay qua sửa chữa gì cả. Bán cây này giá 5 triệu 2 nhá. iPhone SE 2020 nha, giá 5 triệu 2. Rồi tiếp tục lại khách lên đời. Khách lên đời 7 Plus, bán lại chiếc 6S Plus. Đợt trước mua nhà em đấy. 6S Plus quốc tế 128GB nhá. Đấy. Màn sáng đẹp luôn. Pin thay mới 100%, màu vàng gold. Đấy, hình thức thì có chấm phẩy nhẹ run run một xíu ở dưới phía lỗ tai nghe này thôi. Còn lại là đẹp nét hết. Đấy, cây này em bán giá 3 triệu 2 nhá, 6S Plus nhá, màn to rồi mọi người ạ. Màn to 5.5 inch rồi. Giá là 3 triệu 2 cây này nhá. Rồi, tiếp đến là 6S Plus. 6S Plus 32GB. Đấy, em còn một cây màu xám đẹp 99. Bản quốc tế nhá, pin thay mới 100%, màu xám đẹp 99. Pin thay mới 100%. Đấy, cây này em bán giá là 2 triệu 8 nhé. Đây, iPhone 6S Plus quốc tế 32GB, đẹp 99, pin thay mới 100%, giá 2 triệu 8. Rồi, chuyển qua hình thức phẩy nhá. Em còn hình thức phẩy này, pin zin theo máy 87, 89, 90%. Hình thức phẩy thì nó cấn, có cấn mà có chảy nhẹ nha. Đây mọi người thấy có cấn, có chảy nhẹ nha. Đấy, có cấn, có chảy nhẹ. Và bây giờ đặc biệt là chỉ còn nguyên màu xám đen thôi. Màu xám, mặt kính màu đen. Đấy, hình thức phẩy. Hình thức phẩy này nhà em bán giá 2 triệu 6 một cây nhá. À, hàng phẩy hay hàng đẹp vẫn bao zin, full chức năng cho mọi người luôn. Máy không hề có lỗi lầm gì cả. Màn zin, mên zin, vỏ zin đét luôn nha. Bản quốc tế Mỹ LL trên A 32GB. Đấy, đồng giá là 2 triệu 6 một cây. Pin zin theo máy luôn nha. Đấy. Giá chỉ 2 triệu 6 một cây, tặng kèm sạc cáp cường lực ốp lưng quay chọc sim nhé. Rồi chuyển sang dòng 6S Plus xả hàng này. Đây em có một cây 6S Plus lốc 32GB, pin 73%, lốc fix quốc tế nha mọi người, fix full quốc tế không cần sử dụng sim ghép. Đây cũng bản Mỹ 32GB nhé. Cây này màn lô có vân tay nhá. Có vân tay, cam trước cam sau sử dụng bình thường. Đấy, cây này có vân tay nhá. Chỉ màn lô thôi, full chức năng. Cây này bán giá 2 triệu nhá. 6S Plus lốc 32GB, pin 73 nhé, em sẽ thay mới luôn cho mọi người nhá. Màn linh kiện giá 2 triệu đồng, quá là rẻ luôn. Rồi tiếp đến là ba cây này. 6S Plus lốc 32GB, pin zin theo máy này, 919992 này. Ba cây này có nhìn đặc điểm là vừa mất vân tay lại vừa màn lô, bán đồng giá 1 triệu 7 một cây nhá. Đấy. Bán đồng giá 1 triệu 7 một cây. Màn này thì nó bị bẩn nhá, em sẽ lau sạch sẽ và dán cường lực cho mọi người luôn nhá. Mất vân tay và màn linh kiện, cam trước cam sau sử dụng bình thường. Loa vẫn nghe to rõ ràng, để mà dùng chống cháy hay học online vẫn là ok nhá. Hình thức phẩy nha. Hình thức phẩy nhỡ xấu. Nói chung là bán thanh lý rồi, bán giá bỏ màn rồi. Đấy, mọi người mua về dùng chống cháy ok nhá. Màn to luôn, pin trâu, sóng khỏe, sử dụng quá là ngon. Giá chỉ 1 triệu 7 một cây thôi. Rồi chuyển sang dòng 8 Plus Lock. 8 Plus Lock 64GB. Nhà em còn 3 màu, màu vàng, màu đỏ và màu đen nhá. Đây, trên này là pin 100 là pin thay mới này, pin zin 84, 83, 77 và 89. Cái nào thay mới thì hết áp suất, không còn áp suất nha. Cây 77 này nhà em cũng hỗ trợ thay pin mới cho mọi người luôn. Bản 64GB hình thức phẩy nha mọi người. Đấy. Bản 64GB hình thức phẩy. Nhà em bán giá là 4 triệu rưỡi một cây nha.
4,5 triệu một cây, 8 plus lock 64 GB, bao fix full quốc tế, không cần sử dụng sim ghép, lắp sim là dùng luôn nha. Mặt lưng kính quá là đẹp luôn, màu đỏ cũng rất là đẹp. Đây, màu đỏ rất là đẹp luôn. Màu vàng gold cũng rất là đẹp luôn. Giá là 4,5 triệu một cây nhé, 8 plus lock 64 GB, zin on full chức năng nguyên bản, chưa qua sửa chữa, có thay pin không ảnh hưởng gì đến main hay màn đâu nhé. Thay pin 100%, không ảnh hưởng gì đến main màn hay là chức năng của máy nha. Rồi tiếp đến là 7 plus quốc tế 32 GB, nhà em còn 3 cây hình thức phẩy. Pin zin theo máy 74, 76, 78. Nhà em thay pin mới hết cho mọi người nha. Đấy. Hình thức phẩy. Hình thức phẩy là có bong sơn hoặc là có cấn nhẹ nha. Nhưng mà được cái nó zin on nguyên bản, full chức năng. Đấy, bản quốc tế mình có thể reset đặt lại dòng 2 thoải mái nha. Đây, bản Mỹ LLCNA 32 GB. Bao zin full chức năng luôn. Đồng giá là 3,8 triệu một cây nha. 3,8 triệu một cây, 7 plus quốc tế 32 GB hình thức phẩy. Vẫn tặng phụ kiện và tặng kèm pin hoặc là thay pin mới nếu mọi người cần nhé. Chỉ 3,8 triệu một cây thôi. Rồi tiếp đến nhà em vẫn còn 7 plus lock nhé. 7 plus lock hình thức phẩy nhà em còn màu đen. Giá là 3,350 triệu một cây nhé. Tiếp đến là 7 nhỏ lock 32 GB. 7 nhỏ lốc 32 GB hình thức phẩy. Phẩy nhưng mà vẫn là zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa. Đấy, đây là hai cây màu hường nhá. Đây, hình thức phẩy nhưng mà nó không xấu lắm đâu ạ. Giá là 2,1 triệu một cây nha. Đấy, có 3 màu. Đen, vàng và hồng. Pin nhà em bao trên 80% nhá, dưới 80% nhà em thay pin mới hoặc tặng kèm pin cho mọi người. Đó. Mọi người mua hàng giữ tem An Thảo để nhà em bảo hành cho mọi người nhé. Ok chưa ạ? Giá chỉ 2,1 triệu một cây. 7 nhỏ lốc 32 GB hình thức phẩy nha. Main màn zin đét, vỏ zin đét luôn, full chức năng luôn. Màn 4.7 inch và pin 1960. Lắp sim là sử dụng luôn, không cần sim ghép nhé. 100% máy lốc nhà em là lắp sim sử dụng luôn, không cần sim ghép. Đấy, bác nào mà bảo là máy lốc hay lỗi, máy lốc sóng kém, máy lốc chập chờn thì qua gặp em nhé. Máy lốc nhà em là 100% là sóng sánh ổn định, căng đét và sử dụng như máy quốc tế, không reset đặt lại dòng 2. Đây ạ, tất cả máy đều bản Mỹ LLCNA 32 GB nhé, full chức năng nhé. Ok chưa ạ, giá chỉ 2,1 triệu một cây thôi. Quá là bèo, tặng đủ phụ kiện và pin bao trên 80%. Thoải mái để mọi người sử dụng làm máy phụ hoặc là dùng chống cháy vào mạng vẫn là ok luôn nhé. Rồi trên đây là tất cả các dòng máy có tại shop An Thảo nhé. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ qua Zalo và số điện thoại của em là 0338305595. Mọi người yêu thích kênh An Thảo nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ một video nào nhé. Xin chào tất cả mọi người.